có những cái tuyên thuyết và có những cái lập luận, có những cái quan điểm như sau. Có người sẽ cho rằng là không có kết quả của những cái việc bố thí, không có kết quả của những cái việc tế lễ, những cái lễ hy sinh, không có kết quả của các nghiệp thiện và các nghiệp ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sinh, không có những vị sa môn bà la môn có thể tu chứng đắc được các cái đạo quả và các vị ấy có thể tuyên thuyết được về đời sau. Đây là một cái chủ nghĩa hư vô, một cái chủ nghĩa, một cái tư tưởng, một cái quan điểm cho rằng là không, tức là phủ nhận hoàn toàn những cái gì nó thuộc về siêu hình, những cái gì nó thuộc về vô hình. Các vị ấy cho rằng chỉ có cái thế giới vật chất này, còn ngoài thế giới vật chất này ra là không có cái gì hết. Không có các cõi như là cõi trời, cõi thiên giới, không có các cái cõi như địa ngục, ngã quỷ. Và con người chết rồi là hết, không còn đời sau, không có kiếp trước, không có kiếp sau, không có nhân quả nghiệp báo gì hết. Đấy là một cái tư tưởng, một cái quan điểm ở đời. Và có một số người sống theo cái tư tưởng này, sống theo cái quan điểm này. Còn một số người, một số vị sa môn, bà la môn thì lại có cái tư tưởng trái ngược lại hoàn toàn. Các vị ấy sẽ tuyên bố rằng là có cái kết quả của những cái việc lành như là bố thí, có kết quả của những cái việc tế lễ hy sinh, có kết quả của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có các cái chúng sinh hóa sinh, tức là có những cái cõi vô hình mà mắt thường không nhìn thấy được. Và ở trên đời sẽ có những vị sa môn tu hành đắc đạo có thể thấy được đời trước, có thể thấy được đời sau, có thể thấy được những cái chúng sinh hóa sinh ấy. Thì đấy là một cái quan điểm hoàn toàn trái ngược nè. Vậy thì cái quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai? Thì ở trên đời luôn luôn có cái sự tranh cãi như vậy, chưa biết ai đúng ai sai. Nhưng bây giờ có thể Đức Phật sẽ giảng dạy, sẽ phân tích ra cho mọi người hiểu được là cái tư tưởng nào tốt hơn, tư tưởng nào có lợi lạc hơn, có lợi ích hơn, sống với cái tư tưởng nào thì sẽ có cái sự an lành, có cái sự an toàn, có cái sự an ổn, an vui, và sống với cái tư tưởng nào thì sẽ không đem lại cái sự an vui, lợi lạc cho cả đời này và đời sau. Thì Đức Phật phân tích cái quan điểm của những cái người mà bác bỏ hoàn toàn về đời sau này, là không hề tin tưởng rằng có đời sau. Thì Đức Phật nói rằng với những cái người sống có cái quan điểm, có cái tư tưởng là không có đời sau, không có các cái nghiệp thiện ác, không có những cái chúng sinh mà mắt thường mình không có thể thấy được, như là các cái hàng hóa sinh ấy, thì những cái người sống với tư tưởng ấy, sống với cái quan điểm ấy, thì họ sẽ từ bỏ những cái tư tưởng là cần phải làm việc thiện, cần phải bỏ việc ác, cần phải làm việc lành. Và cái vị ấy sẽ từ bỏ cái thân làm thiện, khẩu nói thiện và ý nghĩ thiện. Và vị ấy sẽ thành tựu được thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác. Đó là cái điều chắc chắn. Là với một cái người bất tín về nhân quả, về tái sinh, thì họ sẽ không có cái động lực gì, không có cái lý do gì để họ phải sống hướng thiện, mà họ sẽ sống rất là ích kỷ, họ sẽ sống chỉ vì cái lợi ích của bản thân mình, và họ cũng sẽ không có sợ một cái điều tội lỗi nào cả. Tức là họ sẽ không thấy nguy hiểm trong những cái sự hạ nhiệt, trong những cái việc làm bất thiện, và họ không thấy lợi ích, không thấy được những cái điều thanh tịnh trong những cái việc làm, trong những cái thiện pháp. Đấy là cái điều thứ nhất mà cái người sống bằng cái tư tưởng là phản bác về có những cái đời sau. Và vì rằng nếu như có đời sau, vì rằng có đời sau, cho nên những cái quan điểm đang nói rằng không có đời sau, thì đó được gọi là một tà kiến. Vì tất cả các bậc thánh nhân
các bậc A-la-hán, các bậc thánh nhân xưa nay không có ai bác bỏ nào, không có đời sau cả, mà tất cả những bậc thánh nhân, những cái bậc có những cái pháp thượng nhân đều công nhận, đều tuyên bố là có đời sau, chết rồi không phải là hết, mà sẽ tiếp tục còn những cái đời kiếp sau trong cái vòng luân hồi tái sinh. Vì vậy cho nên cái người nào nói rằng không có đời sau thì cái người ấy có cái tư tưởng như vậy, đó là tà kiến, suy nghĩ rằng không có đời sau, đó là tà tư duy. Nếu như cái vị ấy nói ra cái lời nói là không có đời sau thì đấy là tà ngữ. Vì rằng có đời sau nên những ai mà tuyên bố rằng không có đời sau thì những người ấy đang chống đối lại các bậc thánh nhân, tức là những cái vị ấy là những cái vị đi ngược lại với tư tưởng của các bậc thánh nhân ra đời từ xưa đến nay. Vì rằng chân lý, cái sự thật là có đời sau, cho nên cái người nào mà bác bỏ là không có đời sau thì cái người đấy là chống lại sự thật, chống lại chân lý, chống lại những cái điều chân chánh, đó là chống lại diệu pháp. Đấy là cái người bác bỏ không có đời sau. Nếu như là không có đời sau đi chăng nữa, nếu như sự thật rằng là không có đời sau đi chăng nữa thì cái người sống với cái quan điểm, với cái tư tưởng không có đời sau ấy, họ sẽ làm rất là nhiều những cái điều xấu xa, tội lỗi ở trên đời. Vì vậy mà sẽ bị những cái bậc có trí, những cái người có trí phỉ báng, bị những cái người có trí chê trách, chê bai. Tức là cái người đấy ngay ở cả trong cái đời hiện tại này, họ cũng không có lợi lạc, không có lợi ích. Tức là họ sẽ sống là cái người làm hại mình, làm hại người, chứ họ không làm lợi ích gì cho người khác. Họ đấy sẽ là những người làm khổ mình, hoặc đó là sẽ là những người làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, chứ họ không làm lợi lạc, không làm lợi ích gì cho ai. Cho nên không được mọi người hoan hỷ, không được mọi người kính trọng. Đấy là cái người sống với tư tưởng không có đời sau sẽ trở thành ngay trong hiện tại họ sẽ là những người xấu xa. Và khi chết rồi, nếu như có đời sau thật thì chắc chắn với cái người sống với cái tư tưởng không có đời sau ấy sẽ bị đọa vào địa ngục, sẽ bị đọa làm súc sinh, sẽ bị đọa vào những cái loài khổ đau bất tận, vì họ đã sống với cái tà kiến, sống với cái quan điểm trái ngược lại với chân lý, với sự thật như vậy, nên họ phải đọa vào cõi dữ. Và họ đang là cái người sống theo cái chủ nghĩa là hư vô luận, và bác bỏ tất cả mọi thứ ở trên đời. Nên là cái điều không tốt đẹp đối với những người có cái tư tưởng là cho rằng không có đời sau, không có nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh gì hết. Còn với những người sống có cái tư tưởng, có cái đức tin rằng có đời sau, cái người ấy có đức tin rằng có cái quả báo của các cái việc bố thí, có cái phước lành của những việc bố thí, những cái có quả báo của những cái nghiệp thiện và có quả báo của những cái nghiệp bất thiện, có quả báo hay là cái vị ấy tin rằng là những cái có những cái chúng sinh hóa sinh, tức là có các cái cõi ngoài cái cõi người này, còn có những cõi thiên giới, có những cái cõi trời, có các vị chư thiên, có các vị thiên thần, có các cái vị thần linh sống ở xung quanh con người, hay có các cái cõi đọa xứ, như là có các cái cõi địa ngục, có các cái loài ngã quỷ, và chúng sinh chết thì đi theo những cái nghiệp thiện ác của mình. Thì đấy là có những người sống ở trên đời sẽ có cái đức tin như vậy, có cái tư tưởng như vậy. Thì cái người sống với đức tin, với tư tưởng ấy, họ sẽ trở thành một cái người như thế nào? Họ sẽ có những cái hành động, những cái hành vi, những cái tính cách, những cái nghiệp họ sẽ tạo nó khác hẳn với cái người không có cái đức tin kia. Là với cái người có đức tin là có đời sau và có cái quả báo của các nghiệp thiện ác như vậy, thì chắc chắn họ sẽ không dám làm việc ác, họ sẽ từ bỏ thân làm ác, họ sẽ từ bỏ lời nói ác và họ sẽ từ bỏ ý nghĩ ác. Đấy là cái việc trước tiên, cái việc đầu tiên mà cái người có đức tin về đời sau ấy, họ sẽ sống như vậy. Họ sẽ ưa làm những cái việc bố thí, họ sẽ ưa làm những cái việc có lợi lạc, có lợi ích cho đời.
Và cái người sống với cái tư tưởng có đời sau như vậy thì đó là vì ấy đã sống thuận với những cái lời dạy của các bậc thánh nhân, của các bậc A-la-hán hay của Đức Phật ra đời cũng vậy. Tất cả các bậc thánh nhân ra đời đều tuyên thuyết là có đời sau, chứ không có cái vị nào để nói là không có đời sau cả. Vì vậy vị ấy đang sống thuận theo những cái lời dạy của các bậc chân nhân, của các bậc thánh nhân. Và các vị ấy vì rằng có đời sau cho nên vị ấy có tư tưởng như vậy, được gọi là chánh kiến, có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ rằng có đời sau thì đó là chánh tư duy. Và vị ấy nói ra những cái lời gì, nói tuyên bố rằng có đời sau thì đó được gọi là chánh ngữ, cái người có đời sau. Và nếu như vì rằng có đời sau cho nên là cái người vị nào mà có cái đức tin như vậy thì sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung ở cái đời này, họ sẽ được sinh về những cái cõi lành, được sinh về những cái cõi an vui và họ sẽ tránh phải cái cõi khổ đau. Còn nếu như bây giờ giả sử như nếu như nó không có đời sau đi chăng nữa, nếu như mà nó đúng như là với những cái người người ta không tin có đời sau ấy và người cho rằng chết rồi là hết ấy, thì cái người sống với cái tư tưởng rằng có tin vào những cái kết quả của các nghiệp thiện ác như vậy, họ tin rằng có đời sau như vậy, thì những cái người đấy ở ngay cái đời hiện tại này họ sẽ sống làm lợi lạc, làm lợi ích cho đời, làm lợi lạc, làm lợi ích cho mọi người, cho nên sẽ được những cái bậc có trí nhân tán thán. Những cái người ấy sẽ là những cái người sống mang lại cái sự an vui cho mọi người, nên được mọi người kính nể, mọi người tôn trọng, và họ sẽ có cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc ở cả đời này. Và nếu như có đời sau thật thì họ sẽ tránh được những khổ đau, những nguy hiểm, bởi vì họ thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái nghiệp bất thiện, và họ thấy được cái sự lợi lạc, thấy được cái sự lợi ích, thấy được cái sự thanh tịnh trong những thiện nghiệp. Và vậy vậy họ luôn luôn có cái tư tưởng tránh xa những việc ác và tinh tấn làm những cái việc này. Thì những cái người ấy được cả lợi lạc, cả lợi ích ở cả đời này, và có cái lợi lạc, có lợi ích ở cả đời sau.